Ở đây có một hộ thôi. Hộ này bọn mình có đến là mọi khi mà. Trong này có một hoàn cảnh thôi Minh ơi. Ở đây có một hoàn cảnh thôi Minh ạ. Cơ cái em cô này có cả kính đẹp chứ. Kính não đấy anh ạ. Kính não. Hôm nay con xài chín không nào? Đây là lần thứ 3 hay là thứ 3 thì phải. Thầy với mình cụ đệ này. À, cho bài đi, cho bài. Thầy Mỹ Nguyễn với là Huy Nhất Trân nhá. Đây này, xếp vào đây đi cả nhà, xếp đồ vào đây đi. Cho cả nhà vô được ăn là gì? Ăn gì là phần? Lại gặp nhau rồi chưa? Anh Năm là đi 19 tuổi. Đây, đi với nhau nhiều đâu có vẻ quen nhỉ? Quen, ừ. Vừa qua gặp cổng nhà đánh võng thật lực. Đánh võng ghê hả? Đâu đâu đâu, các tình nguyện viên đâu nào? Cho xin cái hình ảnh cái nào. Đấy, trông phải tương tác như thế chứ. Mong bảo là cho mấy triệu là cũng chưa ăn được mấy tháng. Mọi người đến đi, mọi người gần đến đi. Vào vào đi. Đến đây rồi. Cái hoàn cảnh này em đi từ năm 2015. Từ lâu lắm rồi. Nhiều lần. Mình em. Xóm này là xóm gì? Xóm 8. Xóm 8 à? Sao chị không cắt cái móng chân của nó đi? Chị ơi, chị có thể nói qua hay là anh có thể nói qua hoàn cảnh này cho mọi người biết không? Về hoàn cảnh này không? Vâng ạ. Xin phép mà đồng chí chủ tịch nghe các bạn trong đoàn. Xin phép mà giới thiệu qua hoàn cảnh gia đình của Xuân. Xuân này hộ khẩu ở trong xóm 8. Hiện nay hai mẹ con đang sinh sống ở diện nghèo rất là khó khăn. Cháu tàn tật nữa. Nên là cực kỳ khó khăn trong con tám. Có bỏ cái khẩu trang đã được biết. Cháu 19 tuổi. 19 tuổi sinh 2005. Cả tuổi đẻ là 20 đó. Cô là năm nay cô có nhiều đất không? Đây cô có từ này đây ạ. À. Có này. Thế công việc hàng ngày là mình đi làm thuê à? Vâng ạ, đang làm thuê ạ. À. Một ngày cô kiếm được bao nhiêu tiền ạ? Ngày thì 40, ngày thì 50, ngày thì 30 thì chẳng được đâu. Chẳng được đâu. Thôi được rồi, cái hoàn cảnh này à? Mình làm sơ qua một tí nhá. Xong rồi đến các hoàn cảnh sau thì chúng ta cứ cố gắng làm sao mà nó càng nhanh gọn càng tốt. Hôm nay thì em cũng đại diện cho tất cả các hội nhóm ở đây thì cũng đến đây cũng thật sự là cũng cảm ơn cái sự quan tâm nhiệt tình của ban đại diện chính quyền xã và cũng như tại địa phương, đặc biệt là chị phó chủ tịch và đặc biệt là anh chủ tịch xã Tổ chức Thập Đỏ đã tạo điều kiện cho bọn em làm được những cái chương trình, nói chung là chúng ta lá lành thì lá rách, thì cũng mong rằng là gia đình nhà mình cũng có một cái chút gì trong cái đầu xuân năm mới.
là có một cái sự là tươi sáng mới. Người ta bảo là hôm nay mưa là lọc lắm. Và đúng là lọc thật đúng không ạ? À, cái lọc ở đây ý, đó là vừa tình cảm và vừa lẫn cả tinh thần. Nên là mong rằng là chúng ta giúp đỡ những cái mảnh đời còn cái may mắn. Đôi khi cái giá trị món quà nó không phải là nhiều, nhưng mà trong đó nó là cái tình người, con người với con người với nhau. Thì em bọn cháu cũng không biết nói gì hơn, thì cũng trước tiên cảm ơn ban lãnh đạo chính quyền đã tạo điều kiện và đón tiếp, cũng như là chúc gia đình nhà mình bước sang một năm mới có thật nhiều sức khỏe và bình an. Thế là tuyệt vời rồi, không phải cảm ơn nhiều quá thế đâu. Thôi, thế được. Đến đây thì cũng giao duyên tất cả các câu lạc bộ, thì cũng các câu lạc bộ cũng thấy hoàn cảnh khổ thì là tùy tâm đấy, tâm cho chị gì nhỉ. Nhưng các cái hoàn cảnh ở đây thì thấy cả rất là nhiều nhóm, như đây là nhóm em thì cái xuất quà là 500, và cái nhóm của chị Việt Nguyễn là câu lạc bộ 370, và của ai nữa, của chị Mị nữa hả? Sen Hồng là 1.400.000. Nên là một cái món quà nó cũng rất là giá trị. Thôi thì cũng xin phép chị là cho bọn em được trả bài cho tất cả những người mà đứng ra đầu cầu kêu gọi. Mong nhóm mình làm nhanh một chút nhé. Em mặt chính quyền địa phương cũng trân trọng cảm ơn các anh chị trong các nhóm tự nguyện cũng đã đến trước tiên là thăm hỏi gia đình, hai nữa dành những tình cảm cũng như phần quà hỗ trợ cho gia đình. Thì đối với hai mẹ con chị Xuân thì cũng là một hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, thì có hai mẹ con với công việc của chị thì cũng chỉ làm công việc đơn thuần thôi, còn ở nhà đầu tiên thì trông cháu. Cháu thì hoàn cảnh như này thì các bác nhìn thấy rồi, thì cũng cảm ơn các anh các chị đã quan tâm đến gia đình chị Xuân nói riêng, và cũng như là các hộ của địa phương, hộ hoàn cảnh khó khăn của địa phương nói chung. Và cũng rất là mong các anh chị sẽ dành được nhiều tình cảm cho những hoàn cảnh khó khăn hơn chúng ta và trên khắp mọi miền của Tổ quốc. Cũng chỉ biết là cũng rất là mong có hiểu những hoạt động như này nữa. Cảm ơn các vị đi đây, đây là 100.000 đồng của nhà Mỹ Thị Chi gửi tặng cho hai mẹ con nhà chị. Vâng ạ. Chị nhìn lên đây về đây. Ok, có anh nào với thầy đi. Alo, cô Phương Dũng là bà An ơi. Vâng ạ, cho em xin. Nhóm của chú Bắc đâu nhỉ? Đây chú Xuân Bắc nè. Nhóm của chú Bắc vào. Đây Xuân Bắc lên đây đi. Cứ đứng vào đi. Đấy, nhóm của Xuân Bắc đấy, không nếu không nói làm sao biết đây là nhóm Xuân Bắc. Bỏ cái khẩu trang. Đúng không? Em đợt trước có đi rồi nhưng mà anh nhìn rất là quen, nhưng mà cái là đấy phải đứng vào mới biết là đúng là nhóm. Đứng vào đi. Cái nhóm của nhóm đầy đủ tên là thế nào nhỉ em? Thiện nguyện từ tâm An Khánh. Đây nhá, đây là chân dung của các thành viên nhá. Đây là nhóm trưởng ấy. Phan Văn nhóm trưởng ấy. Thấp nhất đứng ở giữa. Rồi. Rồi đồng cảm ơn hình ảnh. Rồi. Tí nữa xong chụp. Nhóm chưa được có kiểu à. Được, tí nữa sẽ chụp. Nhóm Sơn Hồng nhé, Sơn Hồng. Đây bây giờ lên chụp cùng với nhóm của Mỹ. Nhóm Mỹ còn ai nữa không? Đứng vào đi. Đâu nhóm đâu áo vàng của ấy đâu rồi? Anh lên đi. Mày sao nổi tiếng anh? Sao nổi tiếng quá. Được rồi, đi ra ngoài đi, ra đi. Này là cô Hạnh, cô sẽ nhớ mãi đấy. Chị anh đứng sát vào. Xe tiền ra hả? Chú bấy. Để đếm hả? Ok. Đây là 1 triệu này. 1 này, 2 3 này, 4 này. Tổng là 1.4. Đấy rồi, nhóm 1.4 của nhóm Sen Hồng. Thì thế là gì đây? Quần áo nữa. Rồi chị Mỹ ơi, mặc cho em cái áo bộ đội với. Áo
Vừa ai cầm nhỉ? Liệu có dài quá không? Xem có dài quá không? Không lại lại đến đầu gối. Nó ấm lắm. Cái mặt dùng cho bên ngoài được. Chị cởi cái áo mái gầy quá. Thôi cứ mặc cả ra ngoài cái áo cũng được. Mặc ra ngoài cái áo cũng được. Quanh bao chị? Dạ vâng ạ. Yêu tổ quốc, yêu đồng bào đó. Ờ, quân đội nhân dân Việt Nam đấy. Đấy, xinh luôn. Đóng vào cái cúp vào cho con đi. Không nhá. Đây là món quà của chị Bùi Trang ở Hưng Yên. Chị Bùi Giang ở Hưng Yên ạ. À? Mới đến đùi lon chưa đến đùi gối. Còn ai nữa không nhỉ? Không. À đây. Đấy là cô Trần Thị Nga ở Phú Bình ạ. Đây là cô gái Hàn Quốc. Bác tí cho chị mượn cái mũ cái nón này em chị dùng cái bánh nhá. Cho chị mượn cái thằng cân đỏ cái. Đây là cô Trần Thị Thúy. Vâng ạ. Ở bên Hàn Sẻng ở quên Hàn Quốc. Bạn ấy đang đi Hàn Sẻng. Bạn trông tớ ấy. Cái này. Ôi chết rồi. Để ngoài xe xe này đây. À, xe để ngoài đây. Thì quá nhỉ. Đừng mãi không nghĩ ra. Thôi được rồi, nhân tiện đấy để soi mặt đồng đội tí đã. Làm gì? Là gái xinh vậy đó. Xem gái Hàn Sẻ như nào. Chào cả nhà thân yêu. Ui giời, đẹp thế này. Đây, cháu đây. Ui giời. Sang làm cô làm diễn viên đóng phim cổ trang. Xin chào nhé. Ui giời này, đừng lắp được sao này. Ui áo ấy đẹp quá gì nữa. Như gái 18 ấy. Các màu luôn. Mặc vào là lên 25 chân kinh. Em chưa ai lên quán chị. Thế là chị năm nay bao tuổi không? Chị em sinh năm 71 ạ. Sinh năm 71 ạ. Thế là chị còn gì nữa? Là chị của Việt còn gì nữa? Đây cái món quà này là của từ thiện Happy Life là 1 triệu tiền mặt và 500 phần quà. Vâng ạ. Có không ạ? Vâng ạ. Và đây là 500 nghìn của và trên Facebook khi là kết nối với các mạnh thường quân chụp ảnh em đêm muộn hả? Em là cà phê ăn đấy chị ạ. À thế ạ? À? Ừ. Cà phê ăn ạ? Cà phê ăn rồi. Mấy năm nay nhà chị làm được mấy năm nay. Ông già mà già rồi thôi mà. Nhà chị thì mấy năm nay là một nhóm mình đứng vào đây, nhóm ở Thái Nguyên lên đây. Thế. Các bạn lên chụp ảnh đi. Nhóm ở Thái Nguyên đâu đi vào đi. Thả vào đi. Đâu đứng lui ra một tí nào, lui ra để một tí để lấy hình ảnh. Đâu rồi, đồng chí chưa thập đỏ đâu rồi. Không vào đây trong tí lại bảo không vào không lại chặn cái chiều ảnh nha. Có chủ tịch đứng vào đây ạ. Vào đi. Đấy. Có hình ảnh của các vị lãnh đạo địa phương là rất quan trọng nhá. Sự hiện diện của các vị lãnh đạo địa phương là rất quan trọng đấy. Quan trọng nhất đấy. Ảnh đẹp lắm. Trang Cam vào đây đi. Trang Cam để chú bác chủ cho. Ô Trang Cam đâu? Đi vào đi con. Cháo này anh tới đây. Ơi. Anh phải like cho em mới nghỉ tí. Có. Rất là rõ ràng. Bởi vì em cao hơn nó là một người đấy. Được chưa chú? Hết chưa? Ok rồi. Hết rồi đấy. Chưa bác chụp chưa? Rồi. Thế này. Chú bác kia tay. Bảo hành cả Nga kiểm cái này. Bảo hành rõ tiền.
Thúy đợt này nào kiếm được quả nón đẹp thế không? Nón giống tốt huyền. Ngày xưa gọi con tốt huyền. Tốt huyền. Nhớ, cái ngày trước mình đánh Tam Cúc ấy. Đấy là có câu tốt huyền đúng không? Cậu ở bên nước ngoài cậu nghe thấy mấy con lợ này coi như vậy mẹ mày buộc phải về đấy. Thấy chủ lợ thúc ghê quá đâu ra phải gấp bay gấp về. Cho những cháu đếm tiền đi. Ôi giời ơi. Con gái bố sinh cái kia để Huy Nhất Chân gọi là nhung cháu ấy đâu. Đếm tiền đi, đếm tiền. Nha. Đây, từ từ. Chưa hết à? Từ từ để cho cô đứng đấy. Chị đứng đây đi. Rồi. Đếm đi. 1 triệu này. 2 triệu này. 3 triệu này. 32 này, 33 này, 34 này, 35 này, 36 này, 37 này, 38 này, 39 này, 40 này, 41 này, 42 này, 43 này, 44. 4 triệu 4 tiền triệu, mặt. 400 tiền mặt. 1 triệu tiền quà. 1 triệu tiền quà với lại và quần áo. Chưa kể quần áo. Gần 6 triệu đấy. Gần 6 triệu đấy. Anh chị phó chủ tịch với cả anh cán bộ. Rồi, lên đây chụp ảnh đi. Đúng rồi đi. Đúng rồi đi. Là này thao hồ ảnh luôn cô ảnh. Đưa luôn. Đưa luôn máy. Rồi. Đúng vào đi. Chị đúng rồi. Đấy đúng rồi, xe xe thế đúng rồi đấy. Vào đây. Đúng rồi. Nào Mỹ Việt nào. Cầm đúng rồi. Rồi cái này cho bạn lên trang nhất nhá. Đây có xin biểu à. Nào, tắt đi anh ơi. Bây giờ chúng ta okay. Rồi ok, tuyệt vời quá. Ok. Đẹp lắm rồi. Đi. Cả nhà bê hộ Bình ấy. Khênh khênh hộ cái bàn vào. Khênh hộ cái bàn vào trong. Khênh được không đấy? À từ đã rồi. Bây giờ con đứng đây cho cháu xin cái video cô có người gì sau khi nhận được món quà này ạ? Cháu xin cảm ơn cả các cô, các bác, các anh, các chị, các chú nhá, các cô nhá, các cháu. Cố gắng cô nhá. Chị nhận được cái số tiền và số quà này chị có thấy vui không? Vui ạ, em rất vui, rất sướng ạ, vâng. Chúc hai mẹ con chị luôn luôn mạnh khỏe nhá. Vâng ạ. Thôi cố gắng nhá. Vâng ạ. Chúc cô người qua cho cuộc sống. Vâng. Chào nhá, chào bé nhá. Khổ thân. Khổ quá. Thôi, chào em nhá. Vâng ạ. Nhung lên xe lên ngồi đầu đi. Em đi xe xe máy được. Cho lo thế. À nhưng mà nhớ mang cái phong bình xe nhé. Một cái Happy với một cái Bạch Hà Minh Hà nhé. Vẫn đi thẳng à? Đi thẳng em. Đi thẳng. Chào cả Nam á. Xong cái hoàn cảnh này rồi. Em cứ